Ok, và hello, xin chào 500 anh em của lập trình cuộc sống.com. Các bạn đang xem buổi livestream được phát trực tiếp trên lập trình cuộc sống.com vào mỗi cuối tuần. Ok, và cuối tuần rồi chúng ta lại gặp nhau. Ok, câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Văn Tuyên đó là, bạn ấy hỏi là Python có thể làm được những gì vậy anh? Học Python có tương lai không? Thì mình xin trả lời bạn Trần Văn Tuyên là như thế này. Cái ngôn ngữ Python nó là một cái ngôn ngữ nó khá là mới và dạo này nó rất là hot, tức là nó được tạo ra để cho cái code của chúng ta nó dễ đọc hơn. Ok, chắc là bạn có tìm hiểu thì bạn đã biết rồi. Thì bạn hỏi là Python có thể làm được những gì, thì mình xin chia sẻ đó là Python có thể làm phần mềm, làm app, làm web. Ok, thì web thì nó có cái framework Python rất là nổi tiếng, đó là framework là Django. Ok, thì với cái ngôn ngữ Python này thì nói chung là bạn có thể làm được rất là nhiều thứ, và nói chung nó cũng đang thuộc dạng là cái ngôn ngữ nó là trend, đúng không? Nó là cái xu hướng, cho nên là bây giờ thì mình thấy họ họ tuyển Python rất là nhiều. Đặc biệt thì cái ngôn ngữ Python này thì nó được một cái, đó là cái cấu trúc và cái code của nó rất là dễ đọc. Nhưng mà bạn đừng đừng nghĩ đó là ngôn ngữ Python là một cái ngôn ngữ dễ học đâu nhé. Trước hết thì Python nó cũng là những cái, có những cái cơ bản giống như cái ngôn ngữ khác thôi, nhưng hiện tại bây giờ thì nó được sử dụng khá là nhiều. Bạn ấy hỏi là Python có tương lai không, thì mình xin trả lời là có. Tức là Python trong vòng khoảng 2-3 năm nữa thì nó sẽ trở thành một cái ngôn ngữ rất là hot, bởi vì nó được tạo ra để làm rất nhiều thứ, có thể thay thế cho PHP trong cái việc làm web, thay thế cho những cái ngôn ngữ khác, như kiểu C# để làm ứng dụng desktop. Ok, thì mình thấy nó là cái ngôn ngữ rất là có tương lai, chứ rất là có triển vọng ở trong khoảng 2-3 năm nữa. Hiện tại thì mình thấy đó là họ tuyển Python khá là nhiều, càng ngày, và cái sự gia tăng thì nó càng ngày nó càng tăng cái ngôn ngữ Python này. Và có một cái đặc điểm đó là cái ngôn ngữ này nó được sử dụng rất nhiều, được các cái bạn mà theo những cái chuyên ngành hoặc là theo những cái lĩnh vực như kiểu là dữ liệu lớn này, rồi là trí tuệ nhân tạo, cái kiểu là về đó, thì đó với lại là những cái như kiểu là data science đó, thì họ cũng, mình cũng không hiểu tại sao, nhưng như các bạn theo về cái trí tuệ nhân tạo và data science thì họ họ rất là yêu thích cái Python này. Và đặc biệt thì như kiểu là Python nó có rất là nhiều cái framework cho những cái việc này, giống như kiểu là machine learning. Ok, đó thì machine learning thì Python nó có cái framework gì nhỉ, vừa rồi đây này, đó thì nó rất rất là nhiều framework về machine learning đó, thì mình thấy đó là cái ngôn ngữ Python đó là một cái ngôn ngữ rất là đáng học. Thì nếu như bạn đang chuẩn bị học Python thì mình khuyên bạn đó là cứ học đi, và trong khoảng 2-3 năm nữa nó sẽ trở thành hot thôi, theo mình nghĩ là như thế. Dựa theo những cái gì mà mình biết, theo những cái tin tuyển dụng, rồi theo những cái công việc mà mình đã làm thì mình thấy là như thế. Thì mình xin trả lời bạn là Python là một cái ngôn ngữ rất là đáng học. Ok, thì nó rất là có triển vọng trong tương lai. Ok, và hy vọng là bạn sẽ học tốt cái ngôn ngữ Python này. Ok.